Ngày chợ cuối tuần đông quá. Đến bây giờ bắt đầu đông, mình đi lúc nãy đi sớm quá. Quay khu vực chị Liên cái này. Ghê nhỉ. Và hắn được hay. Chẳng phê đấy, đáng suy nghĩ phê đấy. Đó. À không, phê chưa thì đi. Và cây sung ra đáng suy nghĩ đấy. Nhưng mà hơi thật ra là hai và hai 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 thì cũng ok một khi mình ấy, nhưng mà cây đấy thì đúng là nó cũng hòa taxi đâu vừa mình ghế. Cây này cây mai chú thủy à? Mai đá, mai rừng, họ nhà mai chú thủy. Chắc bách diệp làm gì nhỉ? Ở rừng về mà nó toàn thế. Cái chắc bách diệp. À, cái này nó chỉ là gốc đây, dập trụ đây nó cồi ra à? Gốc của nó mà. Gốc gốc. Không phải cái đâu. Càng khai thác. Sao lại lột ra nó đi? Nhìn lột ra nó đi. Rách quần. Cây này. Vừa vặt từ lá ăn vừa đào được củ. Anh nhìn này đi xin muốn đắp sau mất hết củ. Cái cây chắc bách diệp này mai nó lên cao cúp này. Em mua cho em cây này. Ở chỗ này mai sau nó đùn được ra, đùn được không? Cái này nó đùn, nó sẽ đùn nước mà này. Ôi trời, đùn được những người, người ta cứ chặt chân chặt tay xong nó mới mọc ra. Người làm khác những người cứ nói cái gì. Người xem là đùn không? Đùn. Ghê nhỉ, củ này kinh ấy. Bán mấy củ này mình không khoái, nó rất là kỳ kỳ đấy, nhưng mà mình không thích. Có nhỉ? 30. Lên ra ngoài đấy. Ra. Lên ra ngoài đấy. À, chị Liên ở đấy à? Đấy à? Sáng nay không biết múc ở đâu hay là chở đâu về không? Nhanh thế. Chắc chở đâu về. Ra chợ cái đấy chắc hơi ít nhỉ. Đang trả gần tới rồi mà chưa được. Hơn 20 rồi. Đấy. Xem cái sung xong rồi trả bán xem cái khác. Cứ thông thả nhỉ. Có số điện thoại rồi, không thả. Giữ lại một nhịp. Ừ, rất thích đấy. Chắc khi nói chỉ tầm 21 rồi. Là xong. Quan trọng là vào nó uống nước, nói chuyện là xong. Bởi vì nó thực tế mà nói là nó được giá rồi. Mà ok là rất lãi rồi. Có điều là nó vào tay người chuyên quá, có móc được ra. Ví dụ như vào mấy ông kia, ông này thì lại dễ móc ra. Ông này chỉ có lợi nhuận là bán. Chỉ trả những mức đấy là lợi nhuận là cao rồi đấy. Nhưng mà vào tay người biết khó. Đấy, nhiều khi mua cùng một cái cây, nhiều mua giờ chỉ quan điểm là mình thích và mình đánh được rất là ok đấy, chứ về mình hơi lăn tăn là nó mệt. Giờ về dọn những chỗ kia dọn đi thì tôi vẫn còn mấy cây ở ngoài kia về trong quê, trong để ở đây còn mấy cây luôn làm vứt về quê. Thế nên em bảo là cây đẹp nó còn nhiều, mình vứt từ từ, bởi vì là sau mình gặp cái cây đẹp hơn là mình thích. Thì gốc này trông cũng kỳ quá. Thưa anh vua, gốc này không có tên tuổi gì. Thưa anh vua, gốc này khô quá, kiểu như là bàn tay con người vào nhiều quá, quằn quại nhằng nhịt kia nó
khác bọt hẳn. Đây là sung này này, sung này tuổi gì so với bữa nay. Rồi, mỗi khi mà có cái cây đẹp ấy các bác chỉ thì loanh quanh là chẳng muốn quay cái cây khác đâu các bác, nhưng mà thôi vì các bác thì cứ quay ở đây thôi. Thì nhiều người mỗi người sở thích và tầm túi tiền khác nhau, hàng ngày thì dưới 1 triệu. Đây ông lên một cái sung nữa. Đây ông lên một cái sung nữa. Không không. Ra. À không. Bán nhìn giống người bán cây phết. À thế. Vâng cứ lấy đi. Trêu người à? Kinh quá, nhảy lên 2 cái sung ghê đấy. Vừa quay cái này rồi. Bao tiền quay đấy? Bao tiền cây nhỉ? Bao tiền một cây? Xong rồi à? Vui đấy. Rồi rồi rồi. Đấy lại mua cây sung hơn 20 rồi. Anh mua cây khủng quá, mình loanh quanh buồn chả mua được cây gì trong túi giờ thật. Các bác hôm nay vào cây nhiều quá, bây giờ là trong túi còn mấy 100.000 chả dám ho he cái gì, thì lao kinh quá. Đang bận tính tiền cây chả chắc không hỏi được rồi. Chung ông anh mua được cây sung mừng ông anh. Thì thoảng sẽ qua thăm cái đấy và có cơ hội là mình được tác động vào cái đấy. Đúng không bác? Mình ông anh tin tưởng rồi. Lúa mất nửa thân. Quay kỹ cái xanh này tí nào.
quên có cây xanh đẹp không quay. Cô Minh là gì? Bao tiền đấy? Dạ. Không, anh quay cây à? Đúng rồi. Anh được cây nào đấy? Người 2T. 2T à? Người 2T. Hay đấy. Hai tê bột xanh. Xanh. Được chậu chưa anh? Chưa có được. Từ đi vòng vào kia nó không. Ở dưới chỗ xung quanh có không chậu nhiều lắm. Cứ bình tĩnh anh ạ, cứ đưa về cái đã. Nó hôm nào em vào em vào chứ. Hoặc là anh cứ... À đây cứ khoảng 15 cân nha. Hết tiền, đúng lúc hết tiền, nhiều cây gặp rất hợp lý mà không chơi được. Rất khổ đấy các bạn. Nhìn anh Tuấn mua cây thèm lắm nhưng mà bây giờ cây 1-2 triệu mình mua nó cũng lăn tăn. Hết tiền. Dây này chẳng qua nhưng muốn làm để nó đánh cây, chứ còn cây dây này làm nóng này. À, mát mà chỉ có dây này. Loại này nhỏ hơn đấy. Vẫn là loại đồng hết rồi. Nhôm. À, loại nhôm. Từ lúc ông anh mua xong cây sung mình cứ đi lang thang chả biết định làm gì cả. Các thứ gặp cuối chợ cái múc cây xanh thôi mà. Hết cố tiền. Đầu cần thang quá rồi, chắc là trông nó lạ nhỉ. Xoắn 1, 2, 3 xoắn rồi. Sẵn từ bé à, thế là bác muốn từ bé hay là có khai thác nó thế?